lên điểm. Sang một em ơi. Bước một tốt. Thành Cháo. Đánh bóng rất mạnh. Rất đáng tiếc, đường chéo rất hay. Nhưng bóng đi ra ngoài. Điểm. Vâng, đánh bóng rất mạnh của Thành Cháo. Điểm bóng bây giờ là 15 đều. Vâng, khán giả ngày hôm nay rất đông mọi người ạ. Đặc sản của anh em đấy nhá. Đánh bóng rất tốt của Thành Cháo. Điểm bóng 4-7. Ai đánh quả này? Thành Cháo. Hay quá Thành Cháo ơi. Tiếp tục lại là thưởng nóng. Đây là 10 điểm đang nghiêng về cho các cầu thủ Nho Quan. Vâng, một pha bóng đánh rất bóng rất mạnh của Thành Cháo. Hay quá Thành Cháo ơi, quá tuyệt vời. Điều vấn đề mới không?